Xin chào anh em quay trở lại với Trai Đẹp Roaming. Sau một cái thời gian nghỉ Tết khá dài thì mình đã quay trở lại đây. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ về xu hướng top 5 mới nhất trong năm 2021 này với anh em. Và trong những cái năm gần đây mình nhận thấy rằng càng ngày cái kiểu tóc mullet càng có xu hướng nhích lại gần hơn. Và dành cho những người nào chưa biết thì đây là kiểu tóc mà có cái phần đuôi, nó có xu hướng là nó dài hơn so với cái phần tóc ở phía trên đỉnh. Và kiểu tóc này có rất là nhiều cái tên gọi thân thuộc ở Việt Nam, ví dụ như là đầu cắt moi này. Vãi lò luôn, đầu cắt moi. Hay là đầu khá bảnh này. Nào các dân chơi, nghe phát biết nhà nhạc gì luôn. Tôi nó lại bảo tóc bảnh như lông lộn. Hay là tóc cá đối, hay là tóc đuôi cá. Thì trong video này mình cứ gọi nó với cái tên gọi chính xác đó là mullet. Thì đây là kiểu tóc mà cái thời hoàng kim của nó là những cái năm 80-90. Đây là một cái khoảng thời điểm mà gần như các bạn nhìn thấy cái kiểu tóc mullet này nó gây bão, nó trở thành một cái xu hướng thực sự. Đối nghịch so với xu hướng classic, cổ điển đầy sự trưởng thành và nam tính thì xu hướng mullet có vẻ phá cách và phóng khoáng hơn. Có rất nhiều ý kiến trái chiều và sự kỳ thị đối với kiểu tóc này. Ở Iran, người ta gọi đây là văn hóa suy đồi của phương Tây hay là kiểu tóc tôn thờ quỷ dữ. Nhưng ngược lại với sự kỳ thị thì có vẻ những người nổi tiếng gần như ai cũng sẽ từng trải qua một thời để mullet. Có vẻ đây là nơi sinh ra câu nói ai rồi cũng phải cắt moi thôi. Nhìn lại đi, tóc thì bù xuống cái lông chổi, rồi ai phải cắt đầu moi thôi, đẹp trai với người yêu. Đặc biệt khi nhắc đến xu hướng thì giới trẻ luôn là nhóm đi tiên phong bất chấp mọi ý kiến. Khoảng thời gian hoàng kim của kiểu tóc này là năm 80-90, nó cũng xuất phát từ những nhóm trẻ và nó bùng phát nhanh tới mức lan sang cả những người trên 30 tuổi. Và kiểu tóc này là kiểu tóc mà có rất nhiều những cái biến thể độc đáo, mới lạ và gần như là không ai giống ai cả. Nó hoàn toàn có thể sử dụng được cho cả nam và nữ. Nghĩa là kiểu tóc này có thể gọi là kiểu tóc phi giới tính luôn. Và để biết thêm chi tiết về kiểu tóc này thì chúng ta sẽ bắt đầu bước ngay vào phần nội dung chính nhé. Năm 2020 vừa rồi là sự hồi sinh của phong cách retro, lấy ý tưởng từ thập niên 80-90. Và còn một điều nữa không thể không nhắc đến, đó chính là đại dịch toàn cầu Covid-19. Đây lại là một cái điều kiện vô cùng lý tưởng, bởi vì thứ nhất là tiệm cắt tóc đóng cửa, các bạn không thể cắt được tóc. Và điểm thứ hai nữa là các bạn ít phải gặp mặt mọi người. Tiệm cắt tóc đóng cửa, bạn không cần gặp mặt mọi người, kết hợp với xu hướng retro thì đây đều là điều kiện lý tưởng để xu hướng nuôi tóc mullet bùng phát trở lại. Và trong thời gian này thì mình cũng thấy có rất nhiều group trên Facebook kêu gọi phong trào là cùng nhau không cắt tóc trong vòng nhiều tháng. Hay là những group về kiểu tóc mullet layer dành cho cả nam cả nữ với một cái số lượng thành viên tham gia vô cùng đông đảo. Kiểu tóc mullet trên các hình ảnh ở trên group này thì các bạn cũng thấy là nó có một cái sự hiện đại mới mẻ hơn rất nhiều so với những kiểu tóc mullet của thập niên 80-90. Nhưng mà cái kiểu mullet retro lấy cảm hứng hoài cổ bây giờ thì mình thấy nó hiện đại và nó cũng đẹp mắt hơn rất là nhiều rồi. Và tiếp theo thì anh em hãy cùng mình chiêm ngưỡng kỹ hơn về những biến thể của kiểu tóc mullet này. Nói thực thì đây là một kiểu tóc mà có rất là nhiều kỷ niệm đối với bản thân mình. Bởi vì trong những cái năm mà mình học lớp 7, lớp 8 thì xung quanh mình sống gọi là trai làng, trai thôn cắt cái kiểu tóc này nhiều vô số kể. Và có vô vàn những cái biến thể khác nhau, có vô vàn những cái kiểu cắt khác nhau. Đương nhiên là trong cái hồi đấy cái khả năng cắt tóc của thợ ấy thì nó không được tốt như bây giờ. Nhưng mà ít nhất nó cũng đã cho mình biết cách phân biệt được những cái biến thể của kiểu tóc mullet cũng như những cái cách cắt của kiểu tóc mullet này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến ngay vào cái phần quan trọng nhất của kiểu tóc mullet, đấy chính là phần đuôi. Thì mình nhận thấy rằng sẽ có 3 kiểu cắt cái phần đuôi này. Dáng đuôi mullet đầu tiên là cắt gọn hai bên và tỉa nhọn phần đuôi mullet. Khi để kiểu đuôi này thì các bạn vẫn giữ được cái sự thoáng mát mà trong khi đấy vẫn có được nét độc đáo và cá tính. Kiểu đuôi mullet thứ hai là kiểu tỉa bằng layer. Khi để kiểu này thì chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng nó nóng hơn một chút, nhưng nó có phần hiền hơn nhiều so với kiểu số 1. Kiểu đuôi thứ ba có phần giống với đuôi cá, nó sẽ nuôi dài hai bên và ôm gọn vào phần gáy. Vậy thì để chọn cái phần đuôi mullet như thế nào cho đẹp nhất thì đầu tiên mình nghĩ rằng là bạn thấy kiểu đuôi mullet nào đẹp nhất với bạn thì bạn để.
Và cái điểm thứ hai là cái phần đuôi mullet này nó nên ôm gọn vào cái phần gáy, nó tạo ra một cái độ cong mềm mại, thì theo mình là như thế thì là đẹp nhất. Thì đấy là với biến thể những cái kiểu đuôi mullet. Còn làm thế nào để cắt mullet này nó phù hợp nhất với khuôn mặt thì mình nghĩ rằng cũng có ba cái biến thể cho cái phần tóc ở phía đỉnh, để làm sao mà các bạn cắt được kiểu tóc mullet nó phù hợp nhất với khuôn mặt. Và biến thể đầu tiên cũng như là biến thể phổ biến nhất của kiểu tóc mullet này, đấy là cắt ngắn phần tóc phía trên, cạo sát hai bên mái, tạo rối nhẹ ở cái phần mái phía trước. Kiểu tóc này giống hệt với kiểu tóc mà Sơn Tùng MTP để trong MV Chạy Ngay Đi. Biến thể thứ hai thì nó mang hơi hướng trẻ trung và cũng như phi giới tính, bởi vì nó có thể sử dụng được cho cả nam và nữ, đó chính là mullet X-layer. Đây là biến thể mà được sử dụng nhiều nhất đối với những cái bạn trẻ hiện nay. Mình thấy rằng đây là cái biến thể mà nó bớt đi cái sự phản cảm khi mà nó không cạo sát hai bên. Và biến thể thứ ba đấy là biến thể kết hợp với phong cách tóc nam cổ điển, đấy là người ta sẽ sử dụng pomade để trải ngược toàn bộ tóc về phía đằng sau. Thì không biết rằng anh em cảm thấy thế nào về kiểu tóc mullet với cái xu hướng của năm 2021 này. Anh em thấy thiện cảm cũng như yêu thích cái kiểu tóc nào nhất thì có thể comment xuống phần bên dưới nhé. Thì có thể mình sẽ làm video chi tiết hơn cho anh em. Còn đối với cảm nhận của cá nhân mình thì cách đây khoảng tầm 2-3 năm, mình thấy rằng kiểu tóc mullet lúc đấy nó vẫn chưa đạt được đến cái độ hoàn thiện mà nó đẹp được như bây giờ. Kiểu tóc mullet lúc đấy trông nó vẫn khá là phản cảm, trông nó khá là trẻ trâu và choi choai. Nhưng mà đến với năm nay thì cái xu hướng thay đổi, cái cảm nhận của mình thay đổi, và kiểu tóc mullet nó cũng đã thay đổi đến một cái sự hoàn thiện tốt hơn. Thì mình cũng cảm thấy rằng mình muốn thay đổi phong cách mình một chút. Thế nên là mình cũng đang nuôi dần cái đuôi mullet đây. Thì có thể sắp tới mình sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều kiểu mullet nhất, hướng dẫn vuốt cũng như là chia sẻ những cái thông tin hữu ích nhất dành cho anh em. Mình có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận ban đầu của mình khi đang nuôi như sau. Thứ nhất là sẽ cần một cái thời gian dài nuôi tóc này. Và cái thứ hai là cái phần chăm sóc tóc thì nó sẽ mệt hơn. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là các bạn sẽ bớt đi được rất nhiều cái tiền cắt tóc hàng tháng. Với những cái kiểu tóc trước đây của mình ấy, thì một tháng mình đi cắt tóc ít cũng phải đến 3 lần. Thì với cái kiểu này có khi là khoảng đến 2 tháng mình không cần cắt tóc thì nó vẫn cứ đẹp. Ngoài ra thì có thể nó sẽ gây ra cái sự vương víu hay là một chút cái sự nóng nực nhất định đối với những người mà ở các tỉnh phía Nam. Còn lại thì mình vẫn chưa nuôi mullet đủ đến cái độ dài đẹp nhất của nó. Chính vì thế nên là mình sẽ chia sẻ cho anh em vào những cái video cập nhật về sau nhé. Để giúp tóc mọc nhanh nhất có thể thì mình còn sử dụng thêm kẹo gấu kích thích mọc tóc. Loại kẹo gấu này thì rất đỗi nổi tiếng, không chỉ vì khả năng giúp tóc mọc nhanh và dày mà nó còn cung cấp vitamin bị thiếu hụt do ăn uống không đủ chất nữa. Sau một thời gian sử dụng thì mình thấy không những tóc mọc nhanh, da, móng tóc thì đều trở nên bóng, căng và mượt hơn rất là nhiều. Sản phẩm này đang hết hàng khá nhanh tại Giai Điệu. Mình nghĩ rằng cũng có thể là nhiều người đang nuôi tóc giống như mình. Mình sẽ để link phía dưới video này nếu như có bạn nào cần nó nhé. Và còn một câu hỏi cuối cùng, đó là cái kiểu mullet này thì nên cắt ở đâu? Theo mình thì với cái kiểu mullet ngắn, đấy là texture fringe với mullet, thì anh em có thể cắt tại những cái barber shop thì cũng khá là ổn. Nhưng mà đối với những cái biến thể là mullet khác dài hơn này, yêu cầu cái khả năng tỉa layer nhiều hơn, thì các bạn nên chọn cái salon nữ. Kiểu tóc layer của nữ thì có rất là nhiều những cái lớp layer xếp chồng chéo, phải nói là rất là phóng khoáng, rất là đẹp mắt, mà các bạn không thể nào tạo được nó bằng cách sử dụng toner đâu. Chỉ có một cách duy nhất, đấy là tỉa bằng kéo và tỉa từng lọn một thì nó mới ra được cái lớp layer nó đẹp mắt như vậy. Đối với kiểu mullet kết hợp với trải pomade cổ điển thì theo mình các bạn không nên cắt tóc tại các salon nữ, mà các bạn nên cắt tại những cái barbershop. Nhìn chung lại thì cả barbershop và cả salon nữ đều có thể mang lại cho các bạn một kiểu mullet đẹp, và tùy thuộc vào cái khả năng tốt nhất của họ. Video đến đây cũng là kết thúc rồi, và đầu xuân năm mới hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách ấn nút đăng ký kênh Trai Đẹp Grooming để tiếp tục xem tham khảo thêm về những cái xu hướng tóc nam mới nhất trong giai đoạn 2021 này nhá. Với mình thì mình nhận thấy rằng đây sẽ là một cái năm có rất nhiều sự thay đổi về xu hướng cả thời trang cho đến đầu tóc của nam và cả nữ. Thế nên là các bạn hãy ấn nút đăng ký đi, bởi vì mình nghĩ rằng trong năm nay sẽ có rất nhiều chủ đề hay ho chờ đón bạn đấy. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.